ốc này nãy mình luộc rồi, giờ mình nướng thôi nha bạn. Đây là mỡ hành nè, chút xíu mình đợi ốc nóng nóng chút rồi mình cho mỡ hành vô nướng ăn nha bạn. Ơi Phan, Phan Trang, để cho nó nóng nóng xíu thôi, Trang mới hàng vô. Ừ, để cho nó sôi xíu thôi. Con này sôi nè, Liên ơi. Cẩn thận, có chừng chút nó đổ mỡ hành nha. Nè, cầm nhìn chưa cái điện thoại này nè. Đưa đưa cái gắt dư cái rồi. Trời ơi. Này. Con này xong. Rồi nè Liên ơi. Bác Bảy nghĩ là để ốc vô là để mỡ hành vô luôn á, tại vì nó mau sôi lắm. Đổ nghe. Nè Liên con này. Mấy con ốc có mỡ hành mình phải dựng nó lên nha mấy bạn, không ơi nó đổ mỡ hành á. Con này nãy để chưa? Chưa đó. Nè, con này nó nè, lo nó lên. Mấy con này nè. Nứt luôn rồi. Ê, con này đổ. Wow. Con nào sôi quá thì mình ra, con nào chín thì mình gấp ra nha mấy bạn. Đưa dĩa quá bà. Rồi rồi. Ôi. Cẩn thận nghe. Đưa cái dĩa. Bộ bưng nó lên thử. Ít thôi, ít thôi. Chút để mỡ hành vô cẩn thận nghe. Mỡ hành nó ưa bung dĩ lắm đó. Ốc rồi kìa. Thôi mình lấy mấy ốc này lên trước đi tính. Ê Trang, con phải để cái dĩa nằm ở đâu, đâu có cố định ở đâu đó. Rồi con quà chính ra cho nó đi. Rồi cái nào sôi kiểm tra, cái nào sôi thì gấp vô. Con này sôi dữ lắm, sôi. Sôi thì gấp ra đi. Đó dư bắt đầu chuyên nghiệp rồi đó, cho con này. Nè, con này nãy giờ nó trôi mấy hàng tiêu luôn rồi. Nè bỏ con nó lại kìa. Còn coi còn nhiều ốc nha, coi chừng thiếu nha. Thôi bỏ gì vô. Chừng thiếu đó. Có ai nha. Nè Liên ơi. Đừng có giúp điện thoại hư khơi khơi nha. Dựng. Ê lấy con ốc này ra luôn, nó chín rồi đó. Đâu? Cái nào vừa sôi mỡ hành là lấy ra là vừa đó. Dựng 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 con này lên cho tao để. Nè con này. Giờ mình như là mở mày ốc nghe bạn. Con này nãy giờ chưa ai dựng hết. Cái mày ốc này nó rất là dày luôn các bạn. Lắm đó. Mình để mỡ hành mà mình hẹm luôn các bạn. Thơm mà. Vừa vừa thôi thôi, còn trong đây còn rồi mới để vô sôi liền luôn. Ừ, nóng. Tại mình luộc chín chánh xa nghe, coi chừng nó bung lên giống nãy đó. Nó rồi bị đó lắm đó. Dần chín đó. Ơ mấy con nào nãy để mà hành rửa sôi rồi gấp ra đi cho nó chóng biết. Nè con bên đây nè, để nới bên đây luôn nè, để ốc bên đây luôn nè, còn nguyên một cái thau nhiều mà. Con đừng sợ nó khét cái vỏ, nó khét cái vỏ không sao hết trơn á. Cái vỏ nó đâu có dính líu tới ruột đâu. Ruột ở trong mà. Quá khói. Hơi khói nghe bạn cho nên hơi mùi. Quẩy ra các bạn ăn lên đi. Khói nó lên nè. Mấy bạn nhìn không thấy rõ mà mấy bạn thông cảm mình nha. Con nó con rồi. Gấp gấp mấy con để mấy hành sôi rồi đi. Để em nó đi rồi, để tôi canh con nè, tôi gấp. Nè con này sôi rồi nè. Rồi gấp mấy bỏ nó hành vô đây. Con này đẩy luôn nè. Chọn hết đây nha. Con này chưa có nè. Con nào chưa có mấy bạn nói tôi nha, tôi không thấy rồi. Cũng vừa đủ mỡ hành luôn rồi đó. Con này sao mà luôn nãy giờ mình gấp cái gà. Nè con này có nè. Ôi chết.
để lại chưa có luôn á. Hồi nãy là kim chén là không đó. Thôi lỡ thiếu thì có một con không sao đâu. Không, đủ rồi, đủ rồi. Vừa đủ luôn. Còn con bên đây để chưa? Canh hay ha. Lần đầu là tiên làm ốc nướng mỡ hành luôn. Thơm quá. Nè mình chắc cái con này. Mấy con này sôi nhớ rồi nè. Rồi về mấy con này vô lửa. Vô lửa hả? Ờ. Đúng rồi cho nó lẹ. Con này đổ. Có con nào còn ít ít đâu. Không đây, đây còn ngủ nữa nè. Nè con này nè cho con này đi. Nè cho con này nè. Rồi đủ rồi đó. Ok. Rồi, xong nha mấy bạn. Đặt 7k hay quá. Rồi xong. Hên hay không bằng hên. Mấy mình có hai chén nước chấm này nha mấy bạn. Chén nước mắm và một chén muối. Lấy ra nè, tôi để lên nè. Mình nhìn mấy chị nó mình thấy thèm. Điện thoại đâu rồi? Cẩn thận đi. Vinh mua đói bụng nó vậy anh. Nó bụng quá nó xỉu. Ủa đi học về có nước ăn cơm chưa? Chưa. Để bụng đói là ăn ốc mà. Bây giờ để mà đếm thôi có được nhiêu ốc nha mấy bạn. Chánh ba con. Có 28 con nha mấy bạn. Cũng đủ ăn rồi. Được luôn rồi. Nó ít nhưng mà nhìn nó bự. Nhưng mà mấy con này bự nha mấy bạn. Chứ nó có nhỏ đâu. Con này sôi nè đi. Sôi rồi đi. Này có con nữa để đây nha. Nó mất 7 nghĩa là cái nào mà nó sôi ăn mới ngon. Nó sôi nó khét cái vỏ ngoài ăn mới thơm. Nó mới thơm. Ừ. Ủa tâm đâu rồi ta? Tâm đi đứng. Rồi dập lửa. Đây nha bạn. Hết chưa? Rồi xong. Đây là thành quả của team mình nè bạn. Xin chào bạn. Hôm nay team mình sẽ chơi vòng quay may mắn nha bạn và ăn ốc nướng mỡ hành. Bây giờ mình sẽ phổ biến luật chơi nha các bạn. Trong vòng quay này mỗi ô sẽ có một cái tên. Bây giờ mình quay trúng ai, trúng tên ai thì người đó sẽ được ăn một con ốc nướng ở đây nha mấy bạn. Nếu không trúng tên ai thì người đó nhìn nha mấy bạn. Rồi cái này chơi hên xui nha mấy bạn. Rồi bắt đầu chơi đi. Rồi với bạn chơi trước đi. Tên là gì? Liên. Wow. Rồi Liên ăn đi. Mình ăn trước nha. Liên ăn đi. Ông lấy đại đi sao đâu. Để ngoài đi. Liên là người may mắn đầu tiên. Rồi, người quá may mắn. Biết chừng nào mình mới được may mắn như Liên mấy bạn ơi. Cho đi. Ngon. Không biết nước nha các bạn. Nước mỡ hành kìa. Ngon quá. Rồi giờ tới Trang đi. Diệu Hiền hả? Ăn thì đừng ăn lấy hết nhé. Lấy thí con nào đi con, con này cũng được. Cưng chấm thế nào? Cưng chấm thế nào để lấy nào? Con ốc này Diệu Hiền không biết ăn hết không nữa nè. Hết không Diệu Hiền? Như Hoàng. Rồi tới Liên quay đi. Liên quay không lấy giống Trang chị ta. Liên. Liên chúc Liên. Liên quay chúc rồi. Liên bữa nay có lộc ăn quá. Gì con ốc nó bự mà dính không lên luôn. Hoài với Vinh rồi. Luôn. Đây đi mình hỗ trợ cho. Hai cây luôn đi Liên. Đây nè. Ốc bự quá chích không lên luôn. Tao gãy tâm luôn. Chạy đi. Tâm hư ra rồi. Ủa tâm gì mà. Lên nào.
Rồi đây của đây. Con tâm này ăn, con ốc này ăn cũng cực khổ lắm. Mày các bạn nha, ốc này hơi bự. Giờ tới mình quay nha mấy bạn. Rồi. Không biết chúng ai đây. Mâm là đàn lại chúng mình nha mấy bạn. Thì bây giờ tới thèm. Rồi, không chúng mình rồi. Yeah. Rồi, Vinh ăn đi. Chờ đợi nãy giờ. Biết lãi không? Vinh lấy được không? Không lấy được đương thư kìa, nó hỗ trợ cho. Đồ Vinh giỏi vậy nè. Vinh chờ với Hoàng giỏi không Vinh nữa. Vinh biết lấy ốc. Chơi ốc còn sống. Rồi, rồi Vinh chấm ăn đi. Đưa cái giỏ đây. Chưa, để cho nhốt nước mày. Hấp nước không? Kệ nó tì nó không ngoan nào nó ăn. Rồi rồi dùng gió vô. Rồi quay tiếp đi. Rồi Trang ơi, Trang, quay tới Trang đây nha. Trang em ăn đi. Ở Trang quay phải không? Quay hay dữ ta, tự mình quay cho mình luôn. Được không? Hay đấy chưa? Thì coi. Ơi ốc này bự á. Mấy con bự khó lẻ lắm ha. Rồi, 1, 2, 3. Lên. Trời ơi, văng vô mặt mình luôn rồi. Mấy bạn còn không nhỏ không? Không ha. Rồi. Mấy bạn còn nhỏ quá, lễ ốc chưa có kỹ, chưa có hay lắm, các bạn thông cảm nha. Mất nhờ hỗ trợ. Đây, ừ, nó bự kìa. Tí Vinh quay đi Vinh ơi. Tại nãy giờ Vinh nhai con ốc chưa xong nữa mấy bạn ơi. Bự lắm. Tới Vinh đi Vinh, bấm đi con. Vinh bấm rồi. Con ốc đầu tiên của Thư. Cảm ơn Vinh rồi. Cảm ơn Vinh. Trời ơi. Bức cái dưới ăn được không mấy bạn? Bức cái được. Được, tùy theo ai sở thích thôi, người ăn thì không. Con thích ăn thì con ăn. Rồi quà quay đi quà. Quà quay, quay đi quà. Ở trên á, bấm trên á. Rồi, bấm giùm luôn đi. Diệu Hiền con thứ hai nè. Là mình dán cùng nhau con ốc mà bạn muốn dính ốc. Không lấy gọn gọn đi. Dài ngon quá mà bạn. Nhớ cắn cái đó hàng ngày cái. Ấy rồi thì nó không thấy nè. Mặt của ông chơi. Sao? Các bạn. Rồi, quay Trang quay luôn đi Trang ơi. Tới Du Hiền nè, có Du Hiền quá. Du Hiền ơi. Đây Du Hiền. Thì Du Hiền. Liên. Thôi Liên có đây à. Liên teo mà quay. Nghe mọi người mình thấy một con thứ ba. Mỗi lần Du Hiền quay là trúng liên không à nha bạn. Chấm thử nó chấm Thư làm nè. Thư làm Thư chủ tài. Ngon ngon á. Thôi thử rồi. Em đi quay tới Trang chị qua quay nha mấy bạn. Ừ Trang quay đi. Mong là vô mình nó vô mấy bạn. Vô Trang đi, nãy giờ Trang chưa được ăn. Rồi vô Trang nữa. Chị em. Trời ơi tôi quay mà cho Trang em ăn chị. Đúng rồi chị đó. Nhưng mà chị nghe em phải thôi đâu. Đúng là chị anh. Đúng là chị anh đâu đấy. Đúng là chị gì? Trời ơi. Nghe mỗi lần Trang thở lên. Còn nước là một cái ông nó tét cái gì còn nước. Rồi quay tiếp đi, nó ăn thì người khác quay. Wow.
Anh Quá ăn đi Quà. Sao con ăn đầu tiên của con Quà. Đây thôi chiên lễ cho Quà. Quà lễ được không con? Quà, đây chiên lễ cho. Để nó lễ được cho nó lễ đi. Ồ, ăn ngốc chuyên nghiệp quá. Quà đâu biết ăn cay. Không ăn cay được. Rồi quay tiếp đi. Đây là Thư. Tại mình quay luôn nha mấy bạn. Mong là vô trang trí nha. Không được quá. Hiểu hèn. Rồi, hết nước luôn rồi. Đấy, còn cái nào thì ăn cái đó. Lên đường. Đây đi lễ giùm cho. Đây, chắc để thôi để chị Hư nó để lễ đi. Trời, một cây được rồi. Một cây nó lên rồi. Đó đó. Rồi đổ nó. Rồi trời. Mình quay á bạn. Lâu quá. Em quay đi. Con này bự á. Này chứ nè, rửa con này càng bự. Ơi. Đây. Trang em bữa nay có lộc ăn thiệt luôn. Nãy giờ mình mới ăn được có một con nha mấy bạn. Mày ăn được coi, tao chưa ăn con nào, tao đang tức nãy giờ mà tao chưa nói nè. Rồi lấy đi. Rồi tới Vinh quay luôn. Quay đi, quay tiếp đi. Con này ăn chưa hết, tới con khác. Lại cho. Nhà chưa xong nữa. Nhà hấp nước, đi hấp nước. Hấp nước trước đi rồi lại. Còn Quà quay luôn rồi đó. Liên kìa Liên ơi. Liên tiếp kìa. Liên tiếp nữa. Tên Trang Chị với tên Hư là mất tiêu luôn nha mấy bạn. Anh nãy giờ chưa. Nãy test ứng dụng Thư chúng quá trời. Tới vô thì không thấy đâu. Test ứng dụng hãy mình được 6 thằng mấy bạn. Rồi giờ Diệu Hiền quay luôn đi, Quà quay lại phải không? Rồi, Diệu Hiền quay đi con. Rồi Quà. Là không dễ. Ăn bóp thí đi. Ở tới mày đúng Trang quay đi. Đây. Rồi Trang em nữa. Trang em nữa hả? Ê hôm nay có lộc ăn dữ vậy. Rồi tới ai quay đi. Tới ăn liền. Quà lấy chưa? Giờ lấy chưa rồi, nó đưa mấy đứa lấy giùm đi con. Trang em nữa. Trang em. Hai con liên tục. Ăn liên tục đi, lấy một con ra cho nó đi. Để ngoài luôn đi. Ừ. Rồi quay tiếp đi. Mong là tên mình luôn nha mấy bạn. Nãy ăn được có con nổi như thiệt. Tại con của Hoài nó bự quá rồi. Trang chị. Rồi sao ba Trang chị. Trang em nữa. Trang em nữa. Rồi lấy cái để một con ra ngoài cho Trang em nữa. Ăn đi, từ rồi quay đi. Từ từ ngoan. Đây chị quay giùm luôn. Hôm nay Trang em có lộc ăn thiệt luôn. Trang được 3 con. Nồi ơi. Quà kìa. Quà. Quà. Rồi lấy cho Quà luôn đi. Rồi quay tiếp đi. Tới Vinh quay luôn đi Vinh. Vinh ơi quay lại. Vinh quay đi con. Đưa Tâm Hưng. Kìa, Liên. Liên vô nữa hả? Tới Quà kìa, Quà quay. Đây của Liên nè. Quà, tới Quà quay kìa. Thôi quay giùm Quà thôi, để tao quay. Bấm đây ai bao quay Liên Quà nó mất ăn rồi. Trời ơi, đưa đi. Cái giỏ nè, giỏ của nó nè. Trời ơi. Thư chờ đợi nãy giờ. Tao gõ không được. Tới giờ Diệu Hiền kìa con. Quay luôn đi Diệu Hiền. Mượn đi Tâm với Trang. Tâm mình gãy luôn rồi nha mấy bạn. Hiền. Rồi tới tôi qua luôn. Tâm đâu?
từ 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 để cho mấy đứa ăn hết đi. Không chưa Trang em ơi, con mới kìa. Trời ơi, ăn ghét sợ luôn. Nãy cái từng cổ nè. Ăn ghét sợ luôn. Trời ơi, quay luôn đi đi ơi. Còn hai con. Còn hai con. Người bởi vì người thì ăn quá trời, người không có ăn. Quà nữa kìa. Rồi, lượt quay cuối cùng đi. À, ai coi, coi ai tới đây, ai dính đây. Con ốc cuối cùng. Nó ăn mà nó cộng ông gì vậy? Vinh. Vinh được con cuối cùng. Rồi ăn đi. Tâm đâu? Hết tâm rồi. Để Trang ăn lại cho ông Vinh cái tâm kìa. Đây là ba người ngồi một hàng là được ăn nhiều nhất luôn. Tôi được ăn ít nhất, tôi không ăn được con nào hết trơn. Quà được 3 con. Mà ăn nhiều nhất mà. 2 con. Ủa, chị ăn nhiều nhất gì trời mày á. Đầu luôn á. Cái này nó mất được rồi. Dạ. Bận tâm quá mà. Đây tôi móc cho. Mãi bạn ăn miếng cuối cùng nha. Ừ. Thì bữa nay vô mánh mà Trang chị. Ừ, gãy tâm. Ai móc giùm Vinh đi. Vinh nó không có chịu. Không chịu nó móc không ra. Ừ. Biết bao nhiêu người chờ đợi đó Vinh ơi. Không có. Sắm à. Không rồi. Hết rồi. Hết rồi nha bạn. Hết rồi nha các bạn, bây giờ team mình kết thúc video tại đây nha. Nếu các bạn thích video này, hãy cho team mình một like, một đăng ký, nhấn vào cái chuông để team mình có thêm động lực ra thêm nhiều video mới. Bye bye.